nhận định, dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Ghana, 23 giờ 0 phút ngày 24 tháng 11. Nhận định bóng đá World Cup 2022, Ronaldo và các đồng đội liệu có thể chào sân World Cup 2022 bằng một chiến thắng trước đối thủ khó chịu Ghana. Nhận định Bồ Đào Nha vs Ghana World Cup 2022. Cặp đấu, Bồ Đào Nha vs Ghana. Thời gian, 23 giờ 0 phút ngày 24 tháng 11 kênh phát sóng, VTV2, VTV Cần Thơ. Linh xem trực tiếp. Thống kê đáng chú ý trước trận Bồ Đào Nha vs Ghana. 3. 6 trận thắng gần nhất của Bồ Đào Nha kết thúc với tỷ số 4, 0. 3 phần 5 trận gần nhất của Bồ Đào Nha có dưới 3 bàn. 5 phần 6 trận gần nhất của Ghana có tối đa 2 bàn. Ghana thắng 7 phần 8 trận gần nhất. Ghana giữ sạch lưới ở 7 phần 8 trận gần nhất đã có hơn 2,5 bàn thắng được ghi trong 3 trận gần đây của Ghana tại World Cup. Ghana đã không thắng trong 7 trận gần nhất tại World Cup. Ghana để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 3 trận gần nhất tại World Cup. Thành tích đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Ghana. Ngày 26 tháng 6 năm 2014 Bồ Đào Nha 2, 1 Ghana. Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha. Ngày đội nhà tỷ số đội khách. Ngày 18 tháng 11 năm 2022 Bộ Đào Nha 4, không Nigeria. Ngày 28 tháng 9 năm 2022 Bộ Đào Nha 0, 1 Tây Ban Nha. Ngày 25 tháng 9 năm 2022 Cộng hòa Xét 0, 4 Bộ Đào Nha. Ngày 13 tháng 6 năm 2022 Thụy Sĩ 1, 0 Bộ Đào Nha. Ngày 10 tháng 6 năm 2022 Bộ Đào Nha 2, không Cộng hòa Xét. Phong độ gần đây của Ghana. Ngày 17 tháng 11 năm 2022 Thụy Sĩ 0-2 Ghana. Ngày 28 tháng 9 năm 2022 Nicaragua 0-1 Ghana. Ngày 24 tháng 9 năm 2022 Brazil 3-0 Ghana. Ngày 3 tháng 9 năm 2022 Nigeria 2-0 Ghana. Ngày 28 tháng 8 năm 2022 Ghana 2-0 Nigeria nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Ghana. Bước vào World Cup 2022, Bồ Đào Nha được đánh giá là sở hữu một trong những đội hình toàn diện nhất giải với dàn sao trải đều các tuyến như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias. Do đó, mục tiêu của Selecao châu Âu chắc chắn là tiến xa tại giải đấu năm nay thế nhưng Bồ Đào Nha gần đây vẫn thường khiến người hâm mộ hoài nghi bởi những cách tiếp cận trận đấu thiếu hợp lý cũng như khả năng đọc trận đấu khó hiểu của huấn luyện viên Fernando Santos, khiến họ để thua Tây Ban Nha ở lượt cuối nay sớm lít dù đã áp đảo cả trận. Hàng công vẫn sẽ là điểm tựa của đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận này. Bài học trước Tây Ban Nha vẫn còn đó, buộc họ sẽ phải tối ưu khả năng chuyển hóa có thể giải quyết trận đấu từ sớm bởi Ghana là một đội bóng giàu thể lực và chơi phòng ngự chắc chắn lịch sử và các con số đang đứng về phía Ronaldo và các đồng đội. Trong lần gặp duy nhất trước đây tại World Cup 2014, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1, trong đó CR7 ghi bàn quyết định. Dẫu vậy, nằm trong số 7 trận gần nhất của Bồ Đào Nha có ít hơn 3 bàn thắng. Do đó, dù được đánh giá ở cửa trên nhưng nhiều khả năng nhà vô địch Euro 2016 sẽ có được chiến thắng với cách biệt không quá lớn. Dự đoán tỷ số Spock Mon, Bồ Đào Nha 2, 1 Ghana. Spock Kek, Bồ Đào Nha 2, 2 Ghana. Husko, Bồ Đào Nha 1, 1 Ghana. Tình hình lực lượng. Bồ Đào Nha, đầy đủ lực lượng. Ghana, Walla Cốt chấn thương. Đổi hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Ghana. Bồ Đào Nha, Diogo Costa, Cancelo, Diak, Pepe, Gurio, Neves, Cát Văn Hồ, Fernandes, Siva. Ronaldo, Liu, Gana, Atijigi, Lamti, Salisu, Amati, Raman, Pati, Ikrisusu, A, Kudus, Sulemna, William.